Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leverkusen và câu lạc bộ Augsburg. Đây là trận đấu thuộc vòng 34 giải vô địch quốc gia Đức và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 20:30 ngày 18 tháng 5 và theo đánh giá thì câu lạc bộ Leverkusen sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Augsburg với mức kèo là 1,75, mức kèo cũng có thể tăng hai trái và hạ xuống còn 1,5, mức tài xỉu là 3,75 bốn trái và 3,5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Leverkusen và Augsburg thì Leverkusen thắng 3 và thua 2 trước Augsburg. 5 trận thi đấu gần nhất của Leverkusen thì Leverkusen bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Augsburg thì Augsburg thắng 1 và thua 4. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Leverkusen chấp 1,75 hoặc là 1,5 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Leverkusen đang được đánh giá là nhỉnh hơn Augsburg một bậc. Thứ hai nữa thì Leverkusen có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là Leverkusen còn đang áp đảo hơn so với Augsburg nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Leverkusen thời gian vừa qua nó cũng đang cực kỳ ổn định. Ở lượt trận này được đá trên sân nhà một lần nữa mà gặp Augsburg đang có phong độ bết bát như thế này thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho Leverkusen nối dài chuỗi trận bất bại của mình. Với lực lượng mạnh nhất ở trận này cộng với phong độ đang cực kỳ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt thì với mức kèo này mình dự đoán là Leverkusen chắc cũng không quá khó để vượt qua đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Leverkusen chấp nha. Mức tài xỉu là 3,75 bốn trái và 3,5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần cũng không có nhiều bàn thắng được ghi. Mặc dù trận đấu này Augsburg họ không được đánh giá cao nhưng mà ít nhiều gì Augsburg họ cũng là một đội bóng có chút thực lực. Và ở lượt trận này thì Augsburg họ cũng có được đầy đủ lực lượng để đến làm khách trước Leverkusen thì cũng nhiều khả năng là Augsburg họ cũng sẽ gây một số khó khăn cho Leverkusen. Dự đoán là trận này Leverkusen chỉ thắng được kèo trên mà thôi, có thể là 2-0 hoặc 3-0, nghiêng về cho Leverkusen là nhiều. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu ở trận này nha. Để cho an toàn hơn, các bạn nên lựa kèo xỉu phụ, đó là xỉu 3 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,5. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang vượt trội hơn thì Leverkusen sẽ có hai bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Leverkusen chấp nha và đá nhẹ cái tài 1,5. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Leverkusen và xỉu 4. Ở hiệp 1 chọn Leverkusen đá tài 1,5. Chúc các bạn may mắn.